Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Vĩnh Thịnh nha. Từ khóa của hôm nay sẽ là gì? Đó là thay cáp màn hình cho Samsung Fold 3. Rồi, đây là cái cụm từ mà anh nghe nhiều anh em hỏi mình. Và anh em hỏi cái cụm từ này có nghĩa là anh em đang hiểu sai về cái lỗi hay gặp trên Samsung Fold 3 rồi. Nên là hôm nay mình sẽ làm cái clip này để cho anh em có cái nhìn chính xác ha. Chúng ta phải hiểu, chúng ta không cần biết làm, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái cách người ta làm những cái gì thì chúng ta mới bảo vệ được cái quyền lợi của chúng ta và chúng ta không có bị đánh tráo khái niệm. Rồi, ở đây mình đang cầm trên tay, đây là một cái bộ màn hình Samsung Fold 3. Dĩ nhiên là màn hình lỗi ha, mình gỡ ra để làm cái mẫu vật cho anh em. Rồi, bên tay kế bên đây là một con Samsung Fold 3 này, mình đã làm công tác thay cáp gập với những biểu hiện lỗi là màn hình trước bị liệt, màn hình trong không lên hình. Đó. Và như hình đã nói, hình thay cáp gập, anh em lưu ý ha, hình dùng cái từ là cáp gập. Rồi, và đây, kế bên đây là con Samsung Fold 2. Mình làm cái gì? Ép cổ cáp màn hình, hay có thể gọi là thay cáp màn hình cũng được đi. Đó. Và hai cái dịch vụ này là nó hoàn toàn khác nhau. Mặc dù bản chất nhiều khi anh em thấy nó cùng một biểu hiện, nhưng mà hai cái cách làm là khác nhau hoàn toàn luôn. Con Fold 2 này lúc mà hình nhận vào máy không lên màn hình gì hết. Đó, chỉ có cái màn trước nó lên thôi, màn trong hoàn toàn không lên. À, thì cái bệnh đó từ trước đến giờ mình đã làm rất là nhiều video clip trên channel của mình, cũng rất nhiều máy giải quyết được bằng cái thao tác thay cáp gập. Cáp gập là sao? Cáp gập là hệ thống cáp băng ngang, nằm ngang, đó, nối giữa hai bên vị trí màn hình trái phải như thế này thì gọi là cáp gập, bởi vì nó có liên quan đến cái thao tác gập của chúng ta. Và cái hệ thống cáp gập đó nó liên quan tới thao tác gập mở của chúng ta. Rõ ràng khi chúng ta gập mở thì cái cáp nó sẽ căng và trùng, căng và trùng. Đó, đó gọi là cáp gập. Và khi mà cáp hư, cáp gập là nó hao mòn theo thời gian. Anh em gập càng nhiều nó càng mau rạn cáp, rồi dần dần nó đứt cáp, thì nó gây ra hàng loạt những lỗi như mất wifi, mất âm thanh, màn hình lúc lên lúc không. Đó, xuất hiện trên cả Fold 2 và Fold 3 luôn. À, nhưng mà lúc này cái bệ cáp đó là nó nằm tách biệt hoàn toàn, nó không có liên quan tới cái màn hình của anh em. Nè, chính vì vậy nó mới gây ra được những cái lỗi như mất wifi và mất âm thanh. Một cái màn hình lỗi thì làm sao gây ra chuyện mất wifi được, đúng không anh em? Đó, nên là chúng ta phân định rõ đâu là cáp khi mà chúng ta thay cái bệnh nào. À, nhiều anh em hỏi thay cáp màn hình, vậy cáp màn hình là cái gì? Rồi đây chúng ta sẽ cùng xem cái bộ màn hình của Fold 3. Cáp màn hình được định nghĩa là nguyên một cái dàn cáp ở trên đây anh em. Đó, nó nằm bắt ngang như thế này. Đây là cái socket đây. Đó, anh em thấy ha. Đây là gọi là cổ cáp màn hình. Thì cái con Fold 2 này, Thịnh nói với anh em, Thịnh thay cái cổ cáp màn hình là lý do vì sao. Cổ cáp màn hình không bao giờ tự nhiên nó hư hết. Nguyên nhân hư chủ đạo là do vô nước. Có nghĩa là anh em xài nó thấm vào cái cạnh đây, cạnh bên hông đây anh em. Đó, nó thấm từ từ. Đây là vị trí của cổ cáp. Rất nhiều anh em vẫn tin vào cái khả năng chống nước của điện thoại ngày nay. Quan trọng với niềm tin đó, đôi khi anh em tin quá lâu. Nhiều khi cái máy mới ra anh em ngâm nước được, anh em thấy ngon à, nhưng mà sau đó một thời gian nửa năm, một năm, hai năm, anh em vẫn nghĩ là nó như lúc đầu, thì anh em cho ngâm nước đi mưa tiếp thì nó lại chết. Đó, và chết lúc nào anh em không biết luôn. Và anh em cũng không nghĩ là do vô nước. Mở ra đầy nước bên trong thì anh em lúc này anh em mới tin. Đó, thì cái bộ cổ cáp màn hình khi mà chúng ta ép là lúc đó chúng ta xử lý cái gọi là cái công tác nó phức tạp hơn rất là nhiều so với việc mà thay cáp gập. Cáp gập là cái dàn cáp rời và nó nằm bắt nối như hình đã nói với anh em. Còn cáp màn hình là một cái bộ phận nó tích hợp trực tiếp vào cái bộ màn hình OLED gập như thế này luôn. À, hiện nay không nhiều cơ sở làm cái công tác ép cổ cáp màn hình Galaxy Fold cho anh em. Đó, bởi vì nó là một cái gọi là một cái vấn đề thuộc một cái lĩnh vực khác. Nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi cái chuyên môn cao hơn. Nếu thay cáp gập là đã khó, là đã biết bao nhiêu anh em thay hư màn, hoặc là lắp ráp không chuẩn, xài được một thời gian ngắn lại đổ ra hư màn. Đó, thì cái ép của cáp này nó lại khó hơn một bậc nữa à. Nên là bây giờ khi mà anh em gặp phải lỗi, anh em hãy xem coi vấn đề của chúng ta. Chúng ta được thông báo là làm cái gì. Nếu được thông báo là thay cáp, cáp gập là chúng ta biết nó là một cái bộ cáp riêng biệt, không dính dáng gì tới màn hình. Còn chúng ta được thông báo rằng màn hình vô nước, cái này phải ép cổ cáp màn hình, là chính là cái cổ cáp này đây. Và cái vấn đề nó phức tạp hơn rất là nhiều anh em nha. Đó, lúc này là ảnh hưởng trực tiếp tới cái màn hình của chúng ta. Đó, sống được hay không.
là do mức độ vô nước giảm cháy như thế nào, và thứ hai đó là cái tay nghề của đơn vị kỹ thuật thao tác. Bên mình thì thay cáp thì nói thật với anh em là làm tất cả thể loại luôn rồi, từ cáp gập cho đến ép cổ cáp. Ép cổ cáp thì Thịnh làm những cái máy đó, Thịnh mở ra là 100% vô nước luôn, không có một trường hợp ngoại lệ luôn, là anh em hiểu rồi đó, đó 100%. Nên là anh em lưu ý ha, cổ cáp màn hình thì nó hư hỏng do chúng ta bị thấm nước, bị ẩm nước, còn cáp gập là nó hao mòn tự nhiên, chúng ta xài lâu nó rạn cáp, nó đứt cáp, mở ra mở vô nhiều thế thôi. Rồi ok, hôm nay mình đã phân biệt cho anh em rõ về hai cái thuật ngữ cáp màn hình hay là cáp gập. Rồi anh em nào cần tư vấn giải đáp sửa chữa Samsung Fold 2, Fold 3, Fold 4 à, và sắp tới bây giờ ra Fold 5 rồi, anh em cứ liên hệ trực tiếp ha, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.